Em thì hơi nóng tính, lại tính em nó hay quên, nó nhiều khi em hay quên tên người khác mới nói em lại quên mất tiêu. Nãy giờ em biết anh bển tên gì không? Em quên rồi chị. Tôi nhuộm tóc mắc mớ gì đến chú. Ủa, chị em đâu có nói là em không thích chị đâu. Em nhuộm tóc không đẹp thôi mà. Đẹp mà. Ủa, chị đẹp về khuôn mặt chứ đâu đẹp tóc đâu. Tóc chị tặng bạn gái. À, tặng gặp mặt tặng chim. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Thôi, bây giờ ta giới thiệu về mình đi. Đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em tên là Đào Hình Trung, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm nghề gì? Dạ, em dạy em làm xây dựng anh. Em là kỹ sư xây dựng hay là sao? Dạ, kỹ sư xây dựng anh. Quê ở đâu bạn? Dạ, quê em ở Kon Tum và hiện tại em vô Sài Gòn sống được 9 năm rồi. Rồi, em giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, năm nay em 24 tuổi. À, em đang là nhân viên tư vấn tài chính. Ồ, mình quê ở đâu? Dạ, em ở Vĩnh Long chị. Em cùng quê với chị. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà mình làm việc ở đây hay làm việc Vĩnh Long luôn? Dạ không, em làm việc ở Sài Gòn chị. Ở Vĩnh Long dễ thương quá trời quá đất luôn. À, sao chưa có bạn trai hả em? Dạ hiện tại thì em cũng có tìm hiểu một vài mối tình ấy, nhưng mà nó lận đận hay sao á chị. Người thì em tìm hiểu là đã có gia đình rồi và người thì quen 2-3 người gì đó. Cô không hiểu tại sao. Bỏ mấy cái râu ri đó qua bên đi. Bây giờ là vậy là ủa giờ chưa có mối tình chính thức nào hết hả? Dạ đúng rồi chị. Bạn trai thì sao? Bạn trai cười thì rất là tươi, nghe nó chưa có mối tình sâu sắc nào cười. Rồi sao bạn của bạn? Dạ em thì trước cũng có một mối tình nhưng mà giờ kết thúc cũng lâu rồi. Mối tình nó sâu sắc không? Dạ cũng gần tới anh. Lý do sao mình chia tay? Thì cũng có nhiều lý do đó, thì do hồi trẻ cũng ham chơi này nọ kia. Giờ còn ham chơi không? Dạ giờ ham gì chơi rồi anh. Ủa giờ già rồi hả? Dạ hết trời trâu rồi anh. 27 anh. 27, 1 năm 2 năm nữa cũng lấy đi vợ được rồi ha. Rồi. Bây giờ mình có ưu khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em thì nói chung thì ưu điểm cũng không biết nói sao. Ủa, vậy sao nói vậy đi? Dạ chắc ưu điểm ít. Rồi khuyết điểm có nhiều không? Khuyết điểm thì nói chung là ngủ thì cũng hay ngáy, hay thích tụ tập bạn bè đi chơi bời. Chơi bời gì? Chơi bời là chơi gì? Dạ thì về nhà tổ chức ăn nhậu về nhà. Nhậu dữ lắm hả? Dạ không, lâu lâu cũng nhậu, tuần 2 tuần tháng nhậu. Xây dựng thì nhậu dữ lắm nè. Có luôn anh. Rồi, bạn gái có ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì em cũng biết nấu ăn, em có thể chơi thể thao một số môn. Môn gì, môn gì? Dạ em có thể chơi cầu lông rồi đá bóng chẳng hạn. Rồi đá bóng luôn hả? Tướng gì mà chơi đá bóng hả? Vị trí nào em? Dạ thủ môn anh ơi. Trời ơi. Nhìn là hết hồn luôn. Rồi khuyết điểm của mình là gì? Dạ khuyết điểm em thì hơi nhiều quá chị. Dạ em thì hơi nóng tính, lại tính em nó hay quên, nó nhiều khi em hay quên tên người khác mới nói em lại quên mất tiêu. Nãy giờ em biết anh bển tên gì không? Em quên rồi chị. Nói lại anh ơi, tao quên rồi. Tên Trung bạn ơi. Dạ, dạ chào Trung. Trung TR. Trung với nha, nhớ nha. Dạ em nhớ rồi anh ơi. Nhớ nha. Chị cũng hay quên. Còn em muốn đi tìm một đối tượng của mình như thế nào? Dạ một người phụ nữ nói chung là biết lo cho gia đình. Phụ nữ nào biết lo gia đình hết trơn, khỏi lo. Hiền hòa. Dạ. Phụ nữ nào cũng hiền, không lâu có người giữ không thôi. Không có xe xua. Xe xua là sao? Không xăm mình hoặc là hay là nhuộm tóc những màu nó quá sáng gì. Trời ơi, chết rồi, chết vàng, chết. Màu đỏ hoặc màu gì đó, tím nữa. Nó nhuộm cho đẹp có gì đâu. Ờ, phụ nữ ta làm đẹp có sao đâu bạn. Kỳ hả? Nói chung người Việt Nam mình cứ tóc đen nó đẹp có gì đâu anh. Không thích màu gì hết hả? Dạ không. Giờ cái xu hướng mới là các bạn trẻ hay xăm chút xíu không được hả? Xăm nhẹ mà xăm ở đâu nhỏ không sao, nhưng mà xăm lớn có gì như ghê quá. Ủa tôi nhuộm tóc mắc mớ gì đến chú? Ủa chị em đâu có nói là em thích chị đâu. Em nhuộm tóc không đẹp thôi mà. Tôi đẹp mà. Ủa chị đẹp về khuôn mặt chứ đâu đẹp tóc đâu. Tóc nhuộm là xấu. Dạ không phải xấu mà là em không thích nhuộm tóc chứ không phải là xấu. Đen quá vậy? Dạ phơi nắng mà chị. Làm gì mà qua chơi đàn trai dữ vậy? Ủa ai biểu chê tóc tôi không đẹp chi? Thôi trả thù. Không nói vậy thôi chứ lỗ tai này tướng này giàu lắm nè. Ồ làm kỹ sư có nhà chưa? Dạ nhà thì ba mẹ cũng mua cho ở rồi. Sao không mình đi làm bao nhiêu năm không tự mua được mà phải nhờ ba mẹ? Dạ không phải, ba mẹ muốn cho mình ở trong đó. Vậy đâu ba mẹ vô ở ra vô á. Thì em sắp tới em cũng mua một căn hộ mới hoặc là sửa chữa nâng cấp nhà lại. Có tài năng gì không? Có tài năng em gì thì tài năng không, em chẳng có tài năng gì hết. Em hát thì hát dở thôi, nói chung thì... Cô bên đây cô gái Vĩnh Long đẹp cực kỳ. Dạ. Nói vậy đó là hiểu rồi. Bài ca xây dựng đi đúng nghề em đi em. Dạ, bài ca xây dựng hát được. Được. Rồi làm đi. Bạn đời ơi, bạn có nghe sang niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta là lên đường đến những chân trời mới. Tình yêu của đôi ta về ngôi nhà hằng mong ước sẽ tràn hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn.
Bạn đời ơi, hãy tin, hãy yêu và hát cùng chúng tôi những người thợ xây tình yêu cuộc đời mới. Hát gì được rồi. Mà nó nghe nè. Dạ. Thấy ông này làm như dơ dơ không sạch ta. Sao dơ sạch chị? Do ánh đèn cái pha. Mới đi làm về luôn hả? Cái nón này là sao đem bên đây làm chi? Em thì sáng không trần nhưng mà em phải tắm rồi mới qua đây. Có tắm chưa? Dạ có rồi. Ôi, cái kia là cái gì vậy? Dạ chim. Nhưng mà để làm gì? Thì tặng bạn gái. À tặng dạ. Gặp mặt tặng chim. Dạ. Gặp bạn trai quá, trai cũng ngon lắm chứ mà cũng giỡn hả? Kỹ sư xây dựng hát hay. Tôi thấy bạn có gì đẹp ngon nữa. Có con chim nào. Chào em gái, trời dễ thương quá. Kỹ sư xây dựng có con chim đẹp. Chưa biết có hẹn hò được hay không, thấy lời có con chim là được. Chim có bông hay là chim chim thiệt mà. Chim thiệt. Chim thiệt luôn. Ừ, thấy chim thiệt chưa? Vậy đừng làm chết con chim ảnh nha. Dạ chim thiệt thì em nâng niu lắm mà không để cho chết đâu. Em không thích gì ở người đàn ông? Dạ, em không thích là người nam mà ngồi cứ rung đùi rung chân rất ghế vậy á. Ủa cái vụ đó đâu ảnh hưởng gì tới cuộc sống đâu. Có một bài hát mình ngồi mình rung đùi, mình ngồi mình rung chân, cứ rung bình thường mà. Không anh, ví dụ như rung đùi thì ở nhà mình có thể rung đùi được, nhưng mà mình đến một cái nơi nào đó hoặc là hay là mình đi ngồi ăn tiệc gì đó mình ngồi mình rung đùi vậy nó kỳ lắm anh. Ờ cũng được ha. Cái gì này. Không thích. Dạ em không thích ngửa dơ. Thấy chưa? Mình bảo nó dơ. Không có dơ, tại em nói thôi chứ làm dơ dơ. Em không thích người để móng tay dài. Đó. Đó, mọi người ơi. Có không? Cái này người ta đi nắng nó đen thôi chứ không phải. Có để móng tay dài không? Có móng thôi. Là để một móng dài. Một móng dài thôi khúc. Móng ngón nào anh? Ngón cái để gãi mà. Vậy phải cắt nó được anh. Rồi còn yêu cầu gì nữa không? Bây giờ cao trên 1m65. Cao 1m65. Đừng đen quá như đừng thối gì. Dạ, ta làm công trình mà. Hối nữa hả? Ủa sao mà cô này có thích gì lạ ta? Người ta rung đùi thì kệ, người ta hối thì kệ, người ta miễn sao ta lo cho tốt là được rồi. Dạ là ngay từ đầu em không thích, em không ấn tượng là không có chọn được rồi đó anh. À dạ. Dạ. Mà thường đặc biệt mấy người chúng ta hay tốt lắm em ơi. Anh chỉ nói vậy thôi. Đó là quyền của người ta, giờ người ta không thích thì chịu thôi chứ biết sao. Vậy có mấy người dưới đang ngồi rung chân nghe cô nói. Vậy tự nhiên bữa hổm mà cho tự nhiên đón cái anh bên đó mặt mới người ta nhuộm tóc anh không thích, đúng không? Bên đây rung đùi người ta không thích. Sở thích riêng chị ơi. Rồi. Rồi. Nãy giờ cô ấy đưa ra cái tiêu chuẩn gì em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ nói chung về chiều cao thì em khả năng em được. Còn mấy thứ kia? Dạ, còn đen thì em chắc đen là hết rồi đó, hết phần đen đó. Nói vậy thôi chứ anh kia là công việc ổn định nè, nhà cửa ổn định nè. Dạ. Mọi thứ cũng ok. Bây giờ hỏi thăm ý kiến người thân đi, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với ba, với mẹ, với chị của em chị. Dạ, chào cô chú. Cô thấy tình hình con rể tương lai có được không cô? Về ngoài thì thấy cũng được, nhưng mà giờ ăn thua hai trẻ thì hãy nó hợp nhau thì tiến tới thôi chứ người lớn mình chỉ chứng kiến thôi. Nhưng mà cô dạ. Có đưa ra cái tiêu chuẩn gì trước khi mà đến đây không cô? Chú có ý kiến gì không chú? Thì thấy bạn nam này thấy cũng thành thật cũng được, thì tôi có nhiều ý kiến vậy thôi. Trung nói chuyện với cô chú đi, nói chuyện với hai bác đi. Dạ thì trước thì có hai bác thì và có chị và chung có khán giả thì con cũng xin phép hai bác xuống thăm nhà hai bác, thì con nhắc qua mẹ con tặng chỗ con mời ba mẹ con xuống chơi thăm gia đình hai bác luôn. Dạ. À, Trung có đi với ai không? Em gái. Rồi em gái. À, chào em. Chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh ạ. À. Em là em họ của anh Trung ạ. À. Mà em có một ý kiến thế này là anh Trung á thì nói chung là tính anh cũng hơi nóng tính một chút xíu. Nhưng mà thực ra thì cũng sống tình cảm. Em cũng mong là hai người có thể đến được với nhau ạ. À, nhưng mà em nhận xét chị gái bên này như thế nào? Nói chung là mọi cái em thấy đều là tốt hết ạ. Rồi, mình cũng nghe ý kiến người thân ở trên nè ha. Bây giờ dạ. Giây phút gặp mặt nhau nha. Rồi, bắt đầu. Tặng chim đi chứ còn chần chờ gì nữa. Để con chim tặng bạn. Dạ, đúng rồi. Thích không em? Lần đầu tiên tôi mới thấy trong tình yêu lần đầu tiên gặp mặt tặng chim cũng lạ. Dạ, hiện tại thì anh đang sống với anh chị hay là sống một mình? Hiện tại thì mình đang sống với em trai. Anh với mình vậy đây. Mình là trả chim lại à, tự tin lên chỉ lấy vợ mà mình em có gì hỏi thêm không? Những cái hỏi anh sẽ trả lời hết về những gì em muốn. Vậy anh có gì hỏi em không? Nói chung là nhìn em cũng rất là dễ thương. Nói chung lần đầu nhìn em nói chung là quật mà suy nghĩ anh nghĩ dạ, dễ thương. Lúc nãy em cũng nghe em gái nói là anh nóng tính ấy, tại vì tính em cũng hơi nóng tính, nhưng mà nếu mà có việc gì anh có nhường em không? Mình nói thật ra thì
nóng thì cũng phải có đúng cái nóng thôi, còn nếu mà hai người đều nóng thì mỗi người nhịn nhau một cái bớt nóng rồi nói chuyện tiếp chứ. Nhưng mà người nào sẽ nhịn? Nói chung bạn nóng mình ra ngoài mình chơi chán rồi bạn hết nóng mình về rồi. Mọi người nói một câu thật là tình cảm chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện. Anh thì không, anh nói không có hay, không có giỏi, nhưng mà nói chung thì kỳ đất hoài. Được rồi chị, bây giờ mình nghĩ sao tận đáy lòng, bây giờ mình cảm nhận cô ấy thế nào, nó có rung động chưa? Nói chung thì hai bạn gái cũng rất là xinh và mình thấy là mình cũng đã kết bạn rồi đó. Thì có sao nữa ta, thì hết không biết nói gì. Anh em tự nhiên qua bạn ở đây mình ở đây trời. Không, thường á yêu á hay bối rối lắm. Bạn nữ, bạn cảm thấy như thế nào? À, dạ thì đến với chương trình hôm nay thì em cũng nghĩ là ví dụ như hôm nay mình gặp lại nhau cũng là một cái duyên rồi, thì cái tương lai như thế nào thì có thể để thời gian để trả lời tiếp cái vấn đề đó. Dạ hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm được quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Hơi giật mình. Rồi. Bạn nữ hình như là bóng hơi chậm. Vâng, tại vì em đến với chương trình là một điều rất là nghiêm túc, cho nên em cũng phải suy nghĩ về cho nó chu đáo một tí ạ. Tất cả mọi người đến đây đều có cái suy nghĩ rất là nghiêm túc. Dạ. Bởi chương trình này đã tạo cho rất nhiều người đã thành vợ thành chồng rồi, xanh con có cái luôn rồi. Và sự nghiêm túc đó được thể hiện ngày hôm nay chính cái nút bấm của bạn. Đây, chúng ta giới thiệu về mình đi bạn. Em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào toàn thể quý vị khán giả. Em chào người nhà của bạn gái bên kia và chào bạn gái bên kia luôn. Quá dữ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên Nguyễn Văn Thảo. Năm nay 29 tuổi, hiện tại em đang làm thiết kế nấn cho công ty bao bì. Em đang sống và làm việc tại Củ Chi. Quê bạn ở đâu? Dạ, quê gốc em thì ở ngoài miền Trung, nhưng mà hiện tại em có nhà riêng ở Củ Chi. Nhà riêng đó là nhà của mình hay là gia đình mình để lại? Của mình vậy, em mới mua năm ngoái. Rồi em làm gì mà em mua nhà được giỏi vậy? Cũng gặp hên nhiều. Ta làm gì hỏi người ta chi? Hỏi cho biết bắt trước làm. Được. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Chào chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh. Em tên là Nguyễn Thị Thu Lập, em 22 tuổi, hiện đang là chuyên viên tư vấn tuyển sinh đại học trực tuyến Tobica. Em quê ở Củ Chi ạ. Ồ. Nếu bây giờ mình tìm được bạn trai thì mình dự tính là bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ em nghĩ là khoảng 2 năm ạ. Quen tìm hiểu 2 năm rồi cưới cũng được rồi. Bạn nam thì như thế nào? Dạ càng sớm càng tốt vì tại giờ em ở mình buồn. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình, chia tay cũng lâu lâu rồi. Lâu lâu rồi hả? Dạ. Vấn đề là anh đi tìm vợ, anh tìm như thế nào? Người ra sao? Nếu mà đẹp như chị Cát Tường thì chắc không được rồi. Em chỉ cần bình thường chút thôi. Em diễn tả đi, em có cái chuẩn mẫu người lý tưởng của em không? Em diễn tả. Dạ, giống Nhã Phương chút. Thấp quá. Dạ. Bạn nữ mình có đặt ra tiêu chuẩn bạn trai như thế nào không? Trung thực, không biết nói dối, không phải là người gia trưởng và phải biết câu quan tâm chia sẻ việc nhà với lại người vợ của mình. Ồ, bạn trai có biết làm việc nhà không bạn? Em tự làm không có ai làm đâu chị. Dạ như vậy tốt quá. Rồi còn cái gì bạn không thích ở bạn trai? Hút thuốc. Còn thuốc không? Dạ có. Lúc mà em làm việc áp lực với lại nhậu nhẹt bạn bè thì cũng có hút. Thì mình hạn chế bớt rồi từ từ mình anh bớt. Hút một ngày mấy gói anh? Một ngày nửa gói. Hơi nhiều đó. Em có thích bạn trai nhậu nhiều không? Dạ em cũng không xét quá xét nét có thể nhậu với em được. Nhậu với em được. Ừ, em muốn được mấy chai? Một chai. Một chai hả? Chai rượu hay chai bia? Chai bia. Trời ơi, có một chai mà rủ người ta nhậu hết hồn, tưởng đâu nhậu được nhiều. Mình lúc rảnh rỗi mình làm gì em? Có hay đi chơi với bạn với bè ngoài cà phê, ca hát gì không? Dạ, bình thường thì cũng hay hát karaoke với lại các chị trong công ty. Dạ, vậy là hát hay lắm phải không? Dạ, em cũng từng là cây văn nghệ của lớp. Ồ, vậy bây giờ phải biểu diễn một cái mục văn nghệ liền. Em hát một đoạn thôi nha. Được rồi, đứng lên hát, mình biểu diễn luôn em. Mình một cây văn nghệ mà. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng đăng ly.
Chào anh ạ. Hay quá. Cảm ơn em. Giọng hát rất là trong sáng ha, ngọt ngào ha. Dạ, em thích hát. Thích hát hả? Dạ, hát quẩy nữa. Được. Nếu bây giờ mà anh không chịu bỏ thuốc thì sao? Do bản thân ảnh là không chịu sửa thôi, chứ em nếu quyết tâm sửa thì sẽ được. Muốn anh bỏ thuốc luôn đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì em không ngửi được mùi thuốc. Cái này quan trọng lắm em. Cô ấy không ngửi được mùi thuốc. Nhiều người ta bỏ vợ chứ không bỏ thuốc đó em. Em bỏ thuốc chứ không bỏ vợ. Được à, được, được. Mừng quá. Tôi thích những cái câu mà chốt vấn đề dứt khoát vậy đó. Sướng lắm mới lấy được vợ trẻ mà trời, đẹp dễ thương nữa. Lắm rồi nha. Mà cổ quẩy lắm nha, anh có sức quẩy với cổ không? Nếu mà quẩy kiểu hợp hợp thì mới được. Quẩy kiểu sao là hợp? Đâu thử làm cái giống cổ không? Làm thử cút rồi, được không? Làm cút còn quẩy được không? Đâu có sao bạn đứng lên tự nhiên đi bạn. Đứng lên, đứng như bạn bình thường. Đứng lên. Nào, tự tin lên, trời ơi đàn ông mà. Đúng rồi, vậy chứ uống chai hai chai rồi đứng nhảy từng từng à. Rồi, bắt đầu. Gặp em từ buổi xem nhạc mấy luôn. Giọng ca ngọt thêm xiết bao. Lời ca bỗng như lao sao mà lòng anh thấy như nào nào. Từ khi hát vậy tôi không biết sao quẩy luôn á. Quẩy là quẩy thì sao? Ông ngồi xuống hát, đi. Ông hát dễ thương. Không bao giờ vậy nè, chút xíu nữa đấy. Mà kéo màn lên là cô bên này cô hát. Rồi ông phải quẩy. Chết mắt của tôi chi. Áp lực à, áp lực à. Mà sao móng tay để chi dài vậy anh? Em chưa kịp cắt. Về kêu anh cắt móng tay nha cưng. Dạ. Trời ơi, thằng ông để móng tay dài. Mình, đi dài. Dạ, em đi với chú. Gặp chú cái rồi. Dạ, xin chào Quỳnh Linh, xin chào Cát Tường. Chú thấy tình hình nãy giờ hai bạn nói chuyện nhau thấy có hợp gì không chú? Hai chú cháu đi từ Củ Chi xuống đây trời mưa nhưng mà thấy là đúng là ông trời đã ban cho Thảo một cô gái rất là toại nguyện. Đối với tôi là thấy rất là ok. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Thì chú nói chưa, trời ban cho đó. Bạn gái bên đây mình có đi với ai không? Dạ, hôm nay thì em đi với ba và hai bé ở chung phòng ạ. Ồ, có ba nữa hả? Đâu ba đâu ạ? Chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường với anh em khán giả đây á. Thì nói về em trai này á, 29 tuổi là rất là chững chạc. Là tướng thì cũng lịch sự, nói chuyện dễ thương thì cũng ok rồi. Chú cũng chấp nhận là hai cháu quen nhau. Dạ, con cảm ơn bác. Bác góp ý là con nói chuyện lớn tiếng chút chuyện mình đàn ông. Nói lớn xíu cho con. Đàn ông nói chuyện lớn tiếng lên. Đúng rồi, rụt rè quá. Dạ, con trước tiên là con cảm ơn bác rất là nhiều đã cho con cơ hội để tìm hiểu em. Và nếu như mà được tìm hiểu em lâu dài thì con sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể, sẽ làm một bờ vai vững chắc cho em. Cảm ơn con. Rồi, cảm ơn hai bên gia đình. Bây giờ là chúng ta gặp nhau nha. Cảm không có áp ơi. Lực gì hết trơn á nha. Còn áp lực không? Còn nói lớn lên nha. Ba ở dưới đang để ý đó, nói lớn lên đó. Thôi là không có gả con đâu. Dạ, anh Thảo ạ. Dạ, anh có món quà. Món quà này là anh tự tay làm. Dạ. Còn cái sản phẩm bên trong thì anh mua. Mở luôn, tôi coi coi. Là hộp không chứ không có gì trọng á. Trời ơi, trái tim. Mở nữa, mở luôn. Tôi đừng gắp trái tim của người ta kìa. Son. Chắc là cây son. Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Món quà này phải cất làm kỷ niệm nha em. Dạ. Đó, đẹp nhất trái tim tự tay làm. Không biết là nãy giờ trao đổi thì anh có nhớ tên em không ạ? Dạ. Dạ. Em rất đa phần các bạn là ưa quên tên em lắm. Nên em cần một người nhớ tên em kỹ hơn ạ. Thì em cho anh cơ hội nhớ tên em lần nữa. Em tên là Thu Lập ạ. Rồi, cái cảm nhận đầu tiên mình gặp nhau thì anh cảm nhận cô ấy như thế nào? Dạ, hoàn hảo chị. Giống như lời chú nói không? Dạ, giống. Em cảm nhận anh như thế nào? Em cảm nhận anh là người là thân thiện, dạy con. Hơi nhút nhát, hơi áp lực. Em rất ấn tượng đối với các bạn trai mà hát hay, biết đàn và biết chụp hình. Anh thì chụp hình dữ dằn. Tại vì anh làm bên thiết kế nấn á. Đa số là anh đi chụp hình về để xử lý hình ảnh. Mà nói anh chụp hình đẹp lắm, chụp hình dữ dằn. Ví dụ hồi nãy mình nói cô này hát, anh này quẩy, quẩy đi. Em mình trẻ trung mình thấy. Mạnh mẽ chưa? Truyền qua cái sức sống quá trời. Mạnh mẽ đang làm gì? Lên đi, người ta đứng rồi mà mình không đứng. Hồi ý à, sắp tới em tính làm gì? Đứng lên đi, đừng có quả cho người ta, nhảy luôn.
lôi mới được à? Anh không biết làm gì luôn. Anh chỉ cần nghe được rồi, em cần người lắng nghe nhiều hơn. Dạ. Để em nói vậy đi, dễ chị Cát Tường chặt chém anh. À, em hát xong anh trả lời nhé. Trả lời. Tại vì cái câu hát này vừa là câu hát và là vừa là lời nói luôn. Dạ. Để gắm tâm sự đó. Dạ. Hứa đi anh, hứa với em nhé anh, sẽ mãi không bao giờ anh yêu ai ngoài em. Hứa đi anh, hứa sẽ mãi chung tình, anh sẽ không bao giờ làm trái tim em phải đau. Dạ hết rồi em. Anh, cái điều đó anh có hứa được không ạ? Việc anh hứa thì anh sẽ hứa. Quầy dốt. Hai bạn ngồi xuống đi. Rồi, giờ chỗ ngồi. Thôi bây giờ mình tỏ tình đi. Nói tận đáy lòng của mình bạn trai nha. Anh tin là nếu như mà mình đến với nhau á thì anh sẽ làm tất cả những gì có thể để cho em có một bờ vai vững chắc. Anh chỉ muốn là em tiếp nhận, em chấp nhận anh làm bạn trai rồi để anh có cơ hội thể hiện. Hay quá. Tên gì? Bạn gái tên gì? Nhớ không? Dạ bạn gái tên Lập. Gì? Cái gì Lập? Em quên cũng. Thôi cũng có giấc giác em nhớ được tên Lập. Nhớ tên là được. Thu Lập. Dạ. Nha. Dù suy nghĩ như thế nào cũng ráng giữ cái trái tim bằng giấy của ảnh nha. Đặt tay lên nút bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ, không bởi bị tác động bởi bất cứ một điều gì cả. Không vì cây son hay không vì trái tim bằng giấy. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Ê, giờ mới thở vào nhẹ nhõm. Thở vào nhẹ nhõm. Nắm tay nhau đi. Tay mắm. À, em xin tự giới thiệu, em là Ngô Quốc Hùng. Sinh năm 89, đến từ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Em cũng làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em hiện tại là đang làm về lĩnh vực kiến trúc ạ. Rồi mình giới thiệu đi cưng. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Huyền Linh. Em tên là Điền Hồ Thiên Ngân. Em năm nay 26 tuổi cộng 29. 29 tuổi hả? Wow. Trời ơi, trẻ chán. Sinh ra ở Quy Nhơn, Bình Định. Em vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Thì hiện tại thì em đang làm trong lĩnh vực về tư vấn pháp luật của một công ty về ngành bất động sản. Ở là ở Quy Nhơn, Bình Định luôn hả bạn Ngân? Ở Quy Nhơn. Nhà Ngân là ở đâu ta? Nhà Ngân ở đường Hùng Vương. À, đường Hùng Vương ở nhà mình ở đường Trần Đạo á. Mình gì hơn người ta 3 tuổi mà làm gì mình với tôi vậy? Anh em đồ. Nhà anh ở bên phía đường Trần Đạo á, ngay chỗ bệnh viện mắt mà đi ra biển cũng gần lắm. Đúng rồi. Sau này mà có gì thì mình cùng nhau về quê á. Nói chút xíu ưu điểm khuyết điểm đi nha. Ưu điểm của em thì em nhận thấy em là người cũng hiền lành, giản dị và cũng chân thành. Mình cũng em cũng có thấy là mình cũng có cái tính kiên trì nhẫn nại. Trong công việc thì em luôn quan điểm là nếu mà công việc nào mà mình đã nhận mình làm rồi á thì mình sẽ làm bằng cả tâm huyết của mình. Nói chung là mình cũng có, em cũng nhận thấy là mình cố gắng, mình có tâm với công việc. Em thì nhận thấy là mình cũng sống khá thiên về tình cảm á, cũng nhưng mà em thì bên cạnh đó thì tự nhiên em cũng thích tham gia các cái hoạt động trẻ chung năng động của giới trẻ cũng như các hoạt động tập thể. Em cũng rất là thích. Ví dụ như tham gia đá banh hay là bơi lội. Các cái hoạt động mà nó cũng stretching xíu thì em cũng rất là thích. Nhìn em thì chắc không ai nghĩ là em đã từng đăng ký đi nhảy hip hop rồi ạ. Nhưng mà thật sự là hồi xưa năm 2017 á, là em có đăng ký một cái lớp nhảy hip hop ở nhà văn hóa thanh niên á. Rồi xong sau đó em cũng từ nhà văn hóa thanh niên rồi sau đó thì em chuyển qua một cái lớp ở bên đường 3 tháng 2 nữa. Em cũng học nhảy và nó thì em cảm thấy là tuy những cái hoạt động này nó mang tính giải trí nhưng mà nó làm cho mình học hỏi được rất là nhiều. Học hỏi được cái cách mà mình trải nghiệm một cái hoạt động mới mẻ, nó không có nằm ở trong cái vùng an toàn của mình. Nó giúp cho mình tự tin hơn. Đúng rồi. Dạ. Nó phá đi cái vùng an toàn của mình và mình trải nghiệm được rất là nhiều. Em có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm của em thì cũng kha khá. Ví dụ? Khuyết điểm thì em nhận thấy là có một số cái hoạt động thì em làm nó cũng hơi chậm á. Ví dụ như em ăn thì em ăn hơi chậm. Nên thành ra nó giải thích vì sao con người của em nó cũng hơi bị
tí hon như vậy. Dạ. Cái thứ hai nữa là em tiếp xúc với người lạ, ví dụ như tiếp xúc với người một cái người nào đó mà lạ em chưa có quen á thì em cũng khá là trầm tính á. Rồi thứ ba nữa là em nhận thấy là trong công việc á thì đôi lúc là mình nhận thấy là mình hơi bị em biết là công việc thì mình phải để các yếu tố khách quan để mình đưa ra một cái quyết định, nhưng mà đôi lúc em cũng để yếu tố tình cảm nó xen vào thì làm cho cái quyết định của mình nó không có được khách quan lắm. Rồi thì em cảm nhận như vậy. Bây giờ tới mình đó, bạn kia bạn nói rất là chi tiết về điểm mạnh điểm yếu rồi đó, giờ mình sao, mình ngắn gọn xúc tích cho bạn dễ hiểu coi. Dạ ngắn gọn thì em cũng gần tương đồng với bạn. Là em cũng giống y như bạn phải không? Trời ơi. Không, nhưng mà ngắn quá thì nó không có đủ cá tính luôn. Em nói thêm được không? Được. Trên cơ sở của bạn. Trên cơ sở của bạn. Em phát triển thêm. Dạ, em phát triển thêm. Về ưu điểm của em thì em là một người hòa đồng vui vẻ, sống tích cực lạc quan, yêu động vật. Em cũng thích là tham gia nhiều cái hoạt động xã hội, tình nguyện, cũng như bạn nam. Thì... cũng có đăng ký những lớp nhảy như bạn luôn. Còn chương trình truyền hình thì chắc cũng có đăng ký một vài chương trình tham gia để thử thách mình, cũng như là có cơ hội được lên TV. Trải nghiệm. Dạ trải nghiệm. Còn điểm điểm yếu. Điểm yếu thì em bị hồi hộp. Nãy giờ hồi hộp thì nhiều khi trả lời nó cũng không được hay. Thứ hai là em quản lý thời gian thì nó cũng không được tốt lắm như mọi người, hay bị không có nhiều thời gian cho bản thân á. Tại để mà mình phải làm việc hoặc là làm những cái hoạt động mà mình đề ra. Cái thứ ba là em hay quên. Nhiều khi là pháp luật mà hay quên, có khi nào mà bị ảnh hưởng không? Dạ không, cái gì về nghề nghiệp là phải nhớ, là phải chuyên nghiệp. Còn chỉ quên chuyện của mình thôi. Ví dụ như là mở cái cửa ra không nhớ là quên cái chìa khóa lấy đi chưa, kiểu như vậy. Đó là quên đột xuất đó. Dạ. Vậy là có mấy mối tình rồi? Mối tình chính thức mà hai bên quen nhau thì chưa. Chưa? Dạ. Chính thức mà hai đứa coi như là xuyến xoắn là chưa? Chưa. Còn lớt phớt rồi thì là kiểu crush đúng không? Crush thì cũng vài mối và thoảng qua say nắng rồi. Dạ, nó chia theo cấp độ say nắng xong tới crush. Crush ok rồi, như vậy là vẫn còn origin dữ lắm luôn á. Dạ. Rồi. Tình duyên bằng nam làm sao? Dạ, em thì nếu tính ra mối tình thì em có hai mối tình ạ. Và các mối tình của em thì nó hay gắn liền với các cái việc mà đi học. Dù như mối tình đầu tiên là mối tình đầu của em là lúc mà em học đại học. Hồi đó thì em học bên trường kiến trúc á, thì em học bên kho quy hoạch, còn bạn mà em quen thì học bên kho nội thất. Là hai bạn cùng trường nhưng mà khác kho. Có thể là mối tình này nó, em nghĩ là chắc là mối tình đẹp nhất mấy năm tới bây giờ. Hồi đó thì em quen một năm. Một năm thôi. Dạ một năm. Cũng nhưng cũng... mà nó để lại những nhiều, rất là nhiều kỷ niệm. Đúng không? Nhiều kỷ niệm đẹp lắm. Rồi. Thôi bây giờ mình... Có nghĩa là bây giờ á, chào em. À dạ, chào chị Vân. Có nghĩa là những mối tình của em cũng có giống bạn bên đây không? Thoảng qua không? Hay là nó là lên tới crush rồi? Hay là như thế nào? Em thì em cảm giác là nó cũng sâu đậm á. Sâu đậm rồi đúng cái không? Cái mối tình mà đầu tiên của em là nó sâu đậm á. Chứ bên đây là người ta còn là vương bụi phấn luôn á, còn dạ. Nguyên như trái bầu trái bí mà còn nguyên phấn luôn á. Dạ. Đó là nhờ chị Vân giúp đỡ bọn em thôi. Thì bây giờ em phải cố gắng nha, bởi vì đó. Rồi bây giờ em muốn từng người yêu lý tưởng của em thế nào, em nói gì Vân biết coi. Nói cho chị coi coi bên đây đủ tiêu chuẩn không nè. Dạ, em cũng xin báo cáo với chị Vân với lại anh Linh có gì coi giúp em nữa. Em thì em hình dung trong đầu của em á là bạn của em thì sẽ khá là nếu mà được chọn á, thì nếu mà được chọn thì hướng về gia đình. Bởi vì em thì từ nhỏ tới lớn á, ba mẹ em thì hy sinh rất là nhiều cho em để em có được như ngày hôm nay. Mà gia đình em cũng chia sẻ với anh chị luôn là năm 2019 á, nhà em có biến cố là ba em mất. Thì cái tình cảm bây giờ em đặt em dành cho mẹ em càng nhiều hơn. Bởi vì mẹ hy sinh hết tất cả vì em. Mẹ lo cho em từng thứ nhỏ nhặt lắm vậy. Ví dụ như cái áo ngày hôm nay em mặc này là cái áo mà mẹ em trước khi về Quy Nhơn á
là mẹ em ủi cho em để em đi tham gia chương trình. Rồi sau đó mẹ mới về Quy Nhơn. Đó, mẹ về trễ một ngày là bây giờ mẹ kẹt lại thành phố rồi. Rất may là mẹ em là đợt đó là mẹ em về trước một ngày. Ngày hôm sau là thành phố mình giãn cách xã hội, không có xe về Quy Nhơn nữa. Dạ, nên em đặt rất là nhiều tình cảm cho mẹ mình. Rồi. Nếu cho mà nên được... là em mong muốn cái người bạn bên đây là phải gọi là hướng về gia đình nhiều. Dạ. Gia đình là nên em mong là bạn nữ sẽ đồng cảm với em. Dạ. Rồi nếu mà được lựa chọn thì em cũng mong một người bạn mình cũng giản dị, hiền lành và cũng sống chân thành. Một người bạn mà mình có thể chia sẻ, mình có thể giải bày hết tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Từ những cái chỉ việc vui tới những cái việc buồn. Ví dụ như một ngày đẹp trời em Ngân vui. Phát hiện ra một cái chỗ ăn uống sẽ tin hay là một cái chỗ ăn uống có món ngon gì đó thì em chia sẻ thì anh sẵn sàng đi với em. Hoặc là một ngày đẹp trời, cái đó yên tâm đi, cái đó là đi liền á chứ đâu có cái gì đâu mà phải sẵn sàng. Hoặc là một ngày kiểu mình chia sẻ, mình nói những cái thứ mà mình thấy chia nó hay, sẻ chia sẻ với em tất cả mọi thứ dù chuyện lớn hay là chuyện nhỏ. Dạ, đúng không? Giờ chị muốn biết cái ngoại hình em yêu cầu sao nè, cái mẫu hình lý tưởng của em á. Giống ngày không về ngoại hình, ngoại hình em thì em không có đặt nặng ngoại hình đâu chị. Em thì em quan niệm là cái ngoại hình nó sẽ không có tồn tại lâu dài theo thời gian, nên em thì em không có đặt nặng ngoại hình. Nếu mà được chọn một cái hình mẫu lý tưởng á thì em rất thích cái diễn viên Hoàng Yến Chibi nha. Hoàng Yến Chibi phải? Dạ đúng rồi. Bởi vì em cũng khá là thích xem phim á, khá thích xem phim. Em có xem được cái bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ. Em có một cái nhóm bạn cũng chơi thân từ hồi cấp 3 tới thời đại học vẫn duy trì, cũng có một số bạn học bên kiến trúc, thì em cảm thấy cái bộ phim đó nó y chang như nhóm bạn của em vậy đó. Nên từ đó em rất là thích cái bạn diễn viên chính là Hoàng Yến Chibi, một cô gái về ngoại hình thì cũng không có thuộc dạng là dễ thương lắm, nhưng mà bạn nhỏ nhắn rồi cũng sống rất là chân thành. Dạ. Rồi em thấy người giống Hoàng Yến Chibi không? Thì ông qua đây ông coi đi, xong coi hỏi tôi. Anh Linh coi giúp em nữa, anh Linh coi coi sao nha, tình hình coi. Chào em gái. Dạ em chào anh. Em có biết Hoàng Yến Chibi không? Em biết. Ôi trời ơi, coi phim luôn hả? Dạ. Biết là biết sao? Là diễn viên ca sĩ. Đúng rồi. Dạ. Nó nhỏ con ha. Dạ. Nhưng mà có quen không? Em có quen không? Em có được nói chuyện một lần. Wow. Trước đây có quay một chương trình chung. Dạ. Có quay chung nữa hả? Dạ. Hôm đó anh làm giám khảo của chương trình khi tôi là diễn viên của Hoàng Yến Chibi cũng đóng, và trong đó thì Hoàng Yến Chibi cũng đạt cái giải Á quân. Dạ, Hoàng quân á. Dạ. Ông đừng lạc đề, bây giờ ông qua đây để ông coi coi là bên đây có giống Hoàng Yến Chibi hay không. Không giống. Có những cái ưu điểm khác hơn. Mỗi người có ưu điểm khác nhau, không có ai giống ai cả hết. Cái đó là cái mẫu hình lý tưởng thôi. Cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Mẫu hình lý tưởng của em thì về tính cách trước đi. Thì em cũng muốn bạn nam là một người chân thành, rõ ràng, tức là những cái gì thì sẽ nói thật với em. Em cũng không giỏi mà đoán bạn suy nghĩ cái gì. Nhiều khi thì có thể là bị nghĩ là vô tâm, cho nên là em cũng muốn là bạn chân thành, cởi mở. Cái thứ hai là cũng như bạn thì em cũng hướng về gia đình, tại thì em cũng là chị cả thì sẽ cần phải lo lắng cho gia đình nhiều hơn. Cái thứ ba là bạn nam thì cũng muốn bạn là một người đồng hành, tại quan điểm tình cảm của em nó đơn giản chỉ là tình yêu thì là chuyện của hai người mình, gọi là lan tỏa cái năng lượng tích cực, những cái mà hạnh phúc của mình cho đối phương trên cái con đường mình phát triển, trên cái việc trưởng thành của mình. Thì có những lúc vui, những lúc buồn, những lúc mà những mình tiếp cận những điều mới mẻ, hoặc là có những lúc mình vấp ngã, hoặc là những lúc mình cần phải có một người sẻ chia, thì những cái điều đó thì em thấy mình cũng khá là tương đồng với bạn nam. Rồi, ok. Thấy hai người này nói chuyện cũng hợp đó. Ha, từ tốn, nhẹ nhàng ha, chậm chậm. Đó, anh thấy cũng được, hai người hợp với nhau đó. Cho họ gặp nhau đi. Bây giờ để xem hai họ người có hợp mở rào cho gặp nhau đi. Thôi, nào, mở rào. Em cứ ngồi đi xong rồi đi qua, đứng lên tập cái hướng này luôn. Nhìn qua được, nhìn qua.
bắt đầu đi Hùng. Dạ chào bạn. Dạ, chào bạn. Rồi đứng lên nhận quà nè. Dạ. Mình có một món quà cho nhà gửi tặng bạn. Dạ, cảm ơn bạn. Cái này thì thêm một món nữa. Thì nó cũng có bông hoa này, nó cũng có ý nghĩa là mình chọn bông hoa hồng phấn thay vì cái bông hoa hồng mà hồng đỏ thì nó đồng hồng đỏ thì nó đã rực, nó tượng trưng cho một cái tình yêu mà như là mạnh mẽ, nhưng mà cái hoa hồng phấn này thì nó nhẹ nhàng hơn nhưng mà nó lại mang tính chất là sâu lắng. Thì mình cũng biết là cái hoa hồng phấn thì nó sẽ tượng trưng cho một cái tình yêu bắt đầu từ tình bạn hoặc là tình yêu ngay từ cái con mắt nhìn đầu tiên á, thì mình cũng mong ngày hôm nay là mình sẽ dúng y chang như cái biểu tượng như vậy. Mình còn... ơi, mình lớn hơn ta 3 tuổi đó, mình cứ kêu xưng anh đi mình ơi. Yes rồi chị Vân luôn. Còn cái số biểu tượng là số 11 thì anh thấy là số 11 thì nó giống như là một cái tình yêu mà nó tượng trưng cho sự chung thủy vậy. Nếu mà hôm nay chúng ta bấm nút thì trong lòng của anh thì chỉ có một mình em thôi. Còn cái chắc cho mình mở cái anh mở cái này ra ha. Dạ. À, cái đó là cái gì, đem mình bỏ bông ra đây đi. Dạ. Mình nhận tiếp cái khác. Dạ. Bên kia nhận đi. Dạ, cái này thì là một cái đồng hồ đẻ bàn. Đồng hồ đẻ bàn thì em cũng có ý tưởng là nó tượng trưng cho cái sự tình yêu nó vĩnh cửu theo thời gian. Và một cái lá thư nho nhỏ. Lá thư thì nói lá thư thì có vẻ nó cũng vui vui, nhưng mà mình thì mình không có giỏi văn chương lắm, mình cũng cố mình nghĩ ra một xíu thơ cho nó vui vui một đọc xíu đi. Cái đọc gì đi. Nhờ bạn Ngân, nhờ Ngân đọc giúp ha. À, dạ. Hay là mình xong kiếm hộp bích đi ra, mỗi người đọc một câu. Dạ thì anh đọc cái vế đầu đi ha. À, mình đọc vế đầu ha. Ngoài kia COVID lộng hành. À em đọc tiếp à. Trong này đã có linh văn canh giùm. Anh chị giúp đỡ nhiệt thành. Mong sao hai đứa chân thành cùng nhau. Mong cho chặng đường tiếp theo. Cùng nhau bấm nút đồng hành cùng nhau. Phía trước dẫu nhiều trong tranh. Đồng tâm hiệp lực hiện hành tương lai. Dạ. Thì đó là một số cái gửi gắm của mình. Thì ngày hôm nay cũng nhờ có chị Vân với lại anh Linh cũng giúp đỡ anh với em nhiều á, nên nếu mà được thì lát mình trò chuyện thêm để mình tìm những cái điểm chung của hai đứa, và được hơn nữa thì mình cùng nhau bấm nút để cho hai đứa một cái cơ hội. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Tặng em. Dạ. Anh cũng chia sẻ là anh còn một cái món quà bên kia nữa, mà món quà kêu quà quý. À. Nên nếu mà được thì lát em xin phép anh Linh với lại chị Vân cho em cho chúng em chơi một cái trò chơi. Ừ. Xong sau đó chơi đúng hay sai gì cũng đều có thưởng hết. Là sau khi bấm nút đó hả? Sau khi bấm nút hay sao? Hay là trước khi bấm nút? Trước khi bấm nút luôn chị. À trước khi luôn. Dạ. Hả? Bởi vì món quà sẽ tặng, em xác định là đã tặng cho bạn rồi. À. Giờ đâu quà đó quà quý nên phải chơi rồi, xong rồi okay. Có quà. Rồi tặng quà này trước đi rồi quà quý tặng, dạ. Tặng sau cho đỡ hồi hộp. Dạ. Thật ra thì em nhận món quà của anh thì em cũng có một cái gì đó nó bất ngờ. Anh biết sao? Nhiều quà quá hả? Không phải, cái món quà đầu tiên luôn. Món quà đầu tiên, bông hoa. Không phải bông, món quà. Quà nào ta? Cái này nè. À, cái đồng hồ. Ừ. Chẳng lẽ nó trùng ý tưởng với em? Em nghi vậy quá. Em tặng anh cái đồng hồ. Wow, vậy là mình cùng chung chí hướng rồi đó. À, nhưng mà ý nghĩa thì... nhiều cái điểm chung với nhau á. Em thì ý nghĩa thì nó khác nhau. À. À, thì em tặng anh cái đồng hồ này, nó vừa là đồng hồ, nó cũng vừa là loa luôn. Oh. Nhưng mà ý nghĩa thì nó không liên quan tới cái loa lắm. À, thực ra thì chương trình này thì như anh cũng biết, mình cũng giờ nhiều lần rồi. À, em cảm thấy là cái sự cố gắng của cả ekip chương trình cũng như là của anh cũng đã không có bỏ cuộc để hôm nay mình có thể đứng ở đây tại chương trình này. Thì em muốn có một cái món quà nó về thời gian, để mỗi lần mà mình nhìn vào thì mình sẽ nhớ lại cái kỷ niệm này, là chúng ta đã cùng cố gắng như thế nào để gặp được nhau ngày hôm nay.
cũng như là mong anh là có đồng hồ này, thì tại vì em hồi nãy có nói là em điểm yếu là về mặt thời gian, cho nên em cũng muốn là mong anh là có cái đồng hồ này thì mình quản lý thời gian tốt hơn, để chủ động cho cuộc sống hơn, cũng như là sẽ có thời gian cho mối quan hệ của hai đứa mình nếu có. Lần đầu tiên gặp bạn thì em thấy đồng hương là em thấy vô rồi đó anh. Thấy vô rồi hả? Dạ dạ, lần đồng hương là em thấy vô rồi. Em do trong đầu em á là em vẫn hình dung là tới tết là em với lại vợ tương lai của em sau này á, sẽ hai đứa sẽ cùng nhau về quê để thăm ba mẹ ở quê, cùng nhau về thăm quê hương. Bởi vì sau một năm lao động và làm việc ở trong đây, cuộc sống nó xô bồ quá rồi, thì tới lúc mà về quê là thời gian để mình tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Thì qua một số cái nội dung mà bạn Ngân có bộc bạch á, thì em cảm giác là hai đứa có rất nhiều điểm chung. Bạn cũng là người sống rất là chân thành. Rồi chỉ có cái một số cái ví dụ như bạn hay quên, thì em nghĩ là chắc em bù đắp được. Em dạo này cũng hay quên, nhưng mà so với hồi xưa lúc học đại học thôi, chứ dạo này thì trí nhớ em nó cũng được, bởi vì em cảm thấy là mình khắc phục dần dần. Còn anh cảm giác Hùng thế nào? Em thấy Hùng là một người chân thành, nói những, tức là cũng giống như em muốn là nói những cái gì mà mình nghĩ trong lòng ra, để người khác hiểu, cũng như là chia sẻ. Thì em thấy rất là đánh giá rất là cao cái việc chân thành đó của Hùng. Tương lai thì hay em sẽ lập nghiệp ở đâu, về Bình Định hay là ở Thành phố Hồ Chí Minh, trao đổi với nhau đi. Anh Hùng thì anh có định hướng là chắc là anh ở đây rồi anh cũng tiếp tục cái công việc hiện tại của mình thôi. Em thì em cũng ở đây, vì cái ngành cũng của em thì ở đây thì mới phát triển được. Tuy nhiên là chuyện gia đình mà mình tính á, thì chắc là sẽ có cách để tính thôi, để lo cho gia đình thôi. Em làm ở quận nhất là em làm ở khúc nào ta? Em làm ở Nguyễn Trung Ngạn. Nguyễn gì ta? Nguyễn Trung Ngạn. Anh không biết con đường đó nó có gần cái địa điểm nào đặc biệt không ta? Gần cái gì ta? Em quên rồi. Xuống nữa em nhớ lại em nói với anh nha, tại em hay quên đó. Chắc cũng gần gần cái khúc đó thôi, quận nhất nó cũng nhỏ mà. Dạ, không có thời gian hỏi đường chi cho mệt vậy. Dạ. Giờ hỏi cái vấn đề là ví dụ như nhà cửa anh chuẩn bị, anh mua nhà chưa? Nhà chưa, anh đã chuẩn rồi bị anh chuẩn bị dâu rồi. Cho cuộc sống gia đình chưa? Đó, nói cho em đó nghe. Anh thì anh ở hiện tại chỗ ở của anh á là ở trên Dĩ An Bình Dương, gần chỗ ký túc xá Đại học Quốc gia á. Thì hàng ngày anh cũng đi làm từ trên chỗ của anh xuống chỗ cơ quan thôi. Anh thì ở chung cư. Nhưng mà mình kính anh bạn tới mấy cái phần này quá sớm không ta? Đâu thì đâu có, tức là cái format là phải bàn tới như vậy đó. Để thấy được cái quan điểm của hai người có phù hợp hay không. Yeah. Ví dụ như là em muốn có con, mấy đứa con trai đầu hay con gái đầu. Đó, rồi hai đứa đến với nhau sẽ lập nghiệp ở đâu? Ở Bình Dương hay ở Sài Gòn hay là như thế nào đó? Nói cho bạn gái yên tâm đó. Sắp tới đó em. Anh thì hiện tại thì anh ở một cái chung cư gần khúc Đại học Quốc gia đó, đối diện với Suối Tiên. Ở chung cư của riêng em luôn hả? Dạ đúng rồi, chung cư đó thì hồi đợt ba em mất á, thì ba em có mua cho em một cái chung cư. Dạ em ở đó với ai? Em ở đó thì có mẹ em, lâu lâu mẹ em vào trong đây mẹ em thăm em á, thì mẹ em với mẹ ở. Coi như mẹ về rồi, giờ còn mình em đúng không? Bình thường thì em rồi. Một mình ở nhà thôi. Ở một mình đó. Dạ. Nếu có dịp thì mời bạn ghé thăm rồi qua đó chúng mình hú hí bên đó. Thì trong 2 đến 3 năm tới thì không biết là dự định của Hùng là gì, về sự nghiệp, về gia đình hay về gì đó trong cuộc sống, thì mình có thể chia sẻ thêm không? Anh thì hiện tại trong công việc á, thì chỗ làm hiện tại thì anh thấy nó khá là hài lòng. Mình cảm thấy mình thích cái môi trường hiện tại của mình. Và từ nhỏ anh đã có một ước mơ là làm thầy giáo, tức là mình truyền đạt lại kiến thức cho các bạn á.
nhưng mà hoàn cảnh nó đưa đẩy mình không có được chọn cái ước mơ của mình, mình trở thành người làm bên kiến trúc. Nhưng mà sau này thì anh có khắc phục cái đó, tức là mình vẫn cố gắng, mình theo đuổi cái ước mơ của mình. Thì anh có hợp tác với một người em để mở một cái lớp dạy, tức là dạy những cái em sinh viên mới vào trường kiến trúc á, mình chia sẻ lại những cái gì mình đã trải qua, chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình đã từng trải ở trong cái ngôi trường á, những cái khó khăn vất vả đó, để cho mấy em nó không phải đi lại những cái bước của mình nữa, em nó tiết kiệm thời gian, giúp đỡ mấy em đó. Anh có phải là một người ít nói không? Nói là nếu mà ở chung thì anh sẽ là người nói, khơi gợi câu chuyện tâm sự, hay là anh mong mà cái người bên cạnh sẽ là người nói nhiều hơn mình, chia sẻ nhiều hơn mình? Anh thì như hồi nãy anh có chia sẻ đó, anh là một người khá là trầm tính á, sống hướng nội. Khi mà gặp người lạ thì ít nói. Nhưng mà người quen thì có nói nhiều không? Người quen đó mà đúng tần số là mình nói cũng dữ lắm. Vậy nãy giờ là đúng tần số đó, thấy nói quá nói à. Vậy hả vậy chị Vân? Đúng tần số đúng, rồi đó. Đúng rồi, đúng không chị? Thôi bây giờ mình nói một câu nữa đi, mình còn có một phút nữa thôi. Bây giờ thì quan điểm về con cái, con trai, con gái thì mỗi người đưa ra quan điểm đi rồi mình bấm nút nào. Cái gì cho em thêm một xíu thời gian nữa không anh? Để em còn chơi cái trò chơi, em tặng quà cho cái bạn cái món quà em quý nói của đi, em nữa. Nói đi, bây giờ em xong đi rồi em tặng quà. Dạ ok chị. Về quan điểm về con cái thì em cũng không có đặt nặng đâu anh. Con trai hay con gái thì đều là con của mình, đều là cái lọc trời cho của mình hết, nên em không có quan niệm cái đó. Mà em quan niệm về cái cách dạy con á. Cách dạy con thì hồi nhỏ em được lớn lên trong sự bảo bọc của ba mẹ. Ba mẹ rất là thương em. Thì em rất là quý trọng cái điều đó. Nhưng mà sau khi mà em vô Sài Gòn á, thì em nhận ra một điều là mình bị thiếu đi cái sự tự lập từ nhỏ, nên những ngày đầu em vào Sài Gòn em rất là bị khớp, bởi vì mình thiếu đi cái sự tự lập ngay từ nhỏ, bởi vì ba mẹ mình quá bao bọc mình. Nên nếu mà được sau này mà em có con thì em sẽ cố gắng em khắc phục những cái mà em đã từng đi qua, tức là dạy sẽ dạy con tính tự lập và tính dám đương đầu với những thử thách, không có sợ hãi ngay từ nhỏ. Rồi còn em gái. Thì có đồng quan điểm, em có đồng quan điểm với cách dạy con đó không? Thật ra thì em cũng hơi giống ý của bạn Nam thôi. Con cái thì không quan trọng nam nữ, quan trọng là cách mình xây dựng một gia đình thôi, nó như thế nào để cho mọi người đều cảm thấy là mình vui vẻ hạnh phúc, và cũng như là phát triển được thêm về bản thân mình. Rồi chúng ta chơi trò chơi nào. Dạ. Chơi gì đó, còn một phút nữa. Dạ thì em xin phép anh Linh với chị Vân là chúng em cùng tham gia một cái câu đố thì rồi chơi đi em, được rồi. Dạ. Câu đố này thì câu trả lời nó cũng mở thôi, chứ không có, mình không có ràng buộc nha, phụ thuộc vào tâm trạng của chúng ta ngày hôm nay. Thì anh nghĩ là chắc em cũng thích món trà sữa như anh đúng không ta? Trà sữa em không thích lắm. Vậy hả? Dạ. Thôi vậy giả sử như em thích đi ha. Giả sử em thích. Hy vọng là sau này em bấm nút thì anh sẽ làm cho em thích. Thì đố em là trà sữa thì trà đổ vào trước hay là sữa đổ trước ta? Cái này có thêm một cái gợi ý nho nhỏ là trà là nó theo âm dương ngũ hành, đó là trà là nó giống như là dương vậy đó. Còn sữa nó là âm. Cũng giống như hôm nay chúng ta vậy đó. Câu hỏi mở đúng không? Câu hỏi mở. Em sẽ trả lời theo thực tế thường thức cuộc sống của em là mỗi khi em nấu trà sữa, em sẽ nấu trà trước rồi em mới đổ sữa vào. Nghĩa là trà đổ cho trước hả em? Đúng rồi. Nếu mà trà đổ cho trước, trà biểu tượng cho dương đó là giống như anh rồi, vậy là bữa nay là em nói là anh đổ em trước rồi. Mà hình như vậy thì sao á? Thì nó là của anh thôi. Vậy có gì anh em nói nó cũng đúng với tâm trạng của anh rồi á, thì anh xin phép gửi em một cái món quà. Quà này là quà lúc mà dịch đó thì bên chỗ anh nó cũng bị phong tỏa. Dạ. Nên thành ra anh cũng có một cái ý tưởng là anh ở nhà anh vẽ một bức tranh để anh tặng cho em. Dạ. Thì trong cái bức tranh này anh cũng có ghi một cái lời giống như một cái lời mời vậy đó. Thì anh ghi trong này là hết dịch Covid mình về Quy Nhơn thăm nhà nha em. Cái này Quy Nhơn luôn đúng không? Đúng rồi. Cái này Quy Nhơn luôn đó. Cái biển. Nhà anh là ngay chỗ đây nè. Nhà em chính dưới này. Còn câu trả lời của em thì cái gì sau này mà nếu mà chúng ta bấm nút thì
em sẽ cập nhật thêm câu trả lời của em vào trong bức tranh này. Dạ thì cập nhật hay câu trả lời thì quá trình tìm hiểu thôi anh. Rồi xong chưa? Dạ. Ok, chúng ta về ghế các bạn, hết thời gian rồi. Hai bên để tay nút bấm đi các bạn. Để tay nút bấm đi nào. Sau ba tiếng đếm mình quyết định đếm bấm luôn hay nha. Không? Đếm luôn nha. Đây. Đằng sau ghế đây. Chứ mà ngồi cứ thấy khổ dữ vậy. Đó. Vậy một. Đó. Hai. Ba. Đó. Bấm đồng điệu dễ sợ. Rồi, luôn. Rồi chúc mừng các bạn. Rồi. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Hả? Không phải, phải bắt tay. Đấm này thế nào. Đó, dạ. Đúng rồi đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã có một ngày rất là vui rồi ha. Thôi, chúng ta cố gắng nuôi dưỡng mối tình này để chăm sóc cho nó tốt.